Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật Âu. Xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ Senko. Em Senko gỗ số nổi, kim trôi. Rất là nhiều bác thích kim trôi. Quay cận cảnh cho mọi người cái số nổi của chiếc đồng hồ này. Nhìn đơn giản nhưng mà những cái phần đồng hồ gỗ này thì mình treo ở trên tường thì nó kiểu vintage một chút. Hay là bác nào mà không thích cà chuông thì treo những em đồng hồ này là rất hợp lý. Cái thứ hai là em đồng hồ này lấy giờ rất là dễ, mình chỉ cần cho tay vào cái này và xoay. Thì đôi khi là ở trên cao thì mình chỉnh giờ thì dễ. Thực ra là cái này cũng chả phải chỉnh giờ, cứ hết pin thì mình mới thay thì mới chỉnh giờ một lần. Dòng đồng hồ Nhật thì rất là bền, ít khi có lỗi. Cái kích thước của chiếc đồng hồ này là 32 x 36, ngang là 36 và cao là 32. Mã của chiếc đồng hồ là 761. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em này thì có thể inbox qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập tất cả kênh bán hàng của shop Sơn Japan. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.